shopxuantv.com, nơi bán đất liên quân Free Fire uy tín giá rẻ số 1 Việt Nam, ra mắt vòng quay không đồng, vòng quay quân huy nhận lên đến hàng nghìn quân huy từ vòng bay liên quân, nhận nick cực kỳ ngon. Đặc biệt lần đầu tiên đăng nhập vào shop nhận quân huy free, nhanh tay truy cập shopxuantv.com. Quyền vô tận. Hello anh em, lâu rồi không gặp anh em những video dài đúng không nào? Thì hôm nay mình đã làm được một cái video dài cho em đây. Wow, YouTuber, chả ơi chả gì bị phát hiện, chả sao cho tao có lo. Hai bạn chưa gặp nhau trận trước à? Thì trận này mình có gặp được cái YouTuber út la carot nha mọi người. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ ăn bùa xanh trước, tại vì đường rồng ở bên dưới nên mình sẽ ăn bùa xanh trước cho bạn cậu nhá. Trời ơi, nó gõ này, rồi ăn được cái bùa xanh rồi các bạn ạ. Thì đây là một câu chuyện buồn dành cho mình. Đây là Zucam gì đấy, đấy à. Những cái đậu xanh thằng này Zuka, ok là gì mày nhá, chưa gì vào trận đấy. Bạn thể hiện chữ bị cấm chat chưa? Trời ơi, bạn đã bị cấm chat. Câu chuyện rất là buồn của mình. À, lại còn dình dình nữa. Mình chỉ mày dình thì tao xử lý mày luôn. Chị mời vào lo ơi. Alo bạn ơi. Trời ơi, không ra luôn kìa. Đang định bỏ xử lý con gấu đi để con. Đó, mình sẽ đép lốt tại vì mình bị vớt một con quái rồi, nên là mình có khả năng là yếu vàng hơn cho chị bạn. Đó. Được bướm giúp đỡ nên là mình cũng khá là nhanh trong tình trạng pham lính. Còn quay lại trở lại với câu chuyện bị cấm chat, đó chính là nói mình ping là mình muốn chọn ra nhưng mà team mình cấm, thế là mình chửi nó luôn. Mình chửi, mình cầm con rách mình cứ đi rừng luôn. Thế là xong nó gì còn mình phá game lăng mạ, hành vi tiêu cực. Thế là ôi rồi 99 phụ đi vào cấm chat 24 giờ. Đấy là câu chuyện buồn của mình. Thì 3 giờ rồi mình đã giết được một mạng AD team bạn và Alice team bạn thì được Vred giết. À, thằng nào cũng quay lại như mình nhiều máu rồi, nên mình về. Thì cái này sẽ để cho team mình ăn bùa xanh, ăn rồng nhé. Mình sẽ ra ăn bùa xanh nhưng mà mình nghi là có khả năng mất rồng pha này, tại vì là có la ở đoạn đó. Đó, nhìn thằng na chắc là pha này mất rồng rồi. Chấp nhận thì Zuka thì mình ra, mình xin con ta thân đó và tin mạng của Zuka luôn. Trời ơi, đam quá là khủng khiếp khi chúng ta có một cái ngọn lửa trên đỉnh đầu và giết quái, giết Zuka team bạn đó, phản rất là nhanh luôn trong khi chưa có bùa lợi lợi của rồng mà mình farm cũng gọi khá là nhanh khi build đồ của mình đã thay đổi. Ngọc mình sẽ để vào phần mô tả cho anh em coi, ngay cả trong bình luận mình cũng sẽ để ngọc cho các bạn coi nhé. Các bạn có thể tham khảo ngọc và build đồ của mình. Thì trong trận này mình sẽ không để trên màn hình nữa mà là mình sẽ để dưới ở phần mô tả và bình luận nhé. Nên mọi người chú ý đọc và nhớ like video cho mình. Rảnh thì nếu mọi người mới thì đăng ký kênh cho mình nhá. Đồ lắm rồi không gặp được anh em mới, comment toàn anh em cũ thôi à. Nhưng mà anh em cũ thì vẫn nhớ thôi. Quen mặt, thử gương mặt thân quen mà. Thôi thì pha này giết một mạng nữa vậy. Thằng AD bạn lại chết rồi. Mình siêu việt luôn rồi. Đó, thằng Na thôi thì Na quay lại đây La ơi. Mặc dù mình hết cái ulti rồi nhưng mình vẫn có thể khả năng ăn được Na cao rốt nhá. Hay có gian Anio, trời ơi. Thế thì mình cũng phải ghé thôi, nhưng mình cấm chat rồi cũng chat được, trời ơi. Để chơi như vậy chứ có sợ kia đâu khác. Nhiều khi á, các bạn gáy sớm á, là mình bị ăn hành đó. Các bạn mà gáy phát là bị team bạn nhìn là mình khỏi chơi game luôn, là xong các bạn chửi mình cũng chả biết đâu. Thế vì tự nhiên vào game các bạn bị gáy cực vàng cùng kia là cái gì, các bạn im lặng mà đánh đi. Mà trên TikTok không có nhá. TikTok của mình là YouTuber Dan Zantanro. Nhưng mà cái ID TikTok sẽ là chung cái top nha. Làm YouTuber đấy. Trời ơi, biết cả hai luôn cũng được. Làm đi làm cả hai luôn. Ngán gì đâu. Zuka thôi thì mình sẽ vào giết Zuka vậy. Đó, ung ti cho choáng Zuka, không choáng kìa. Thế thì mình sẽ vào giết Zuka lại. Trời ơi, mình không chẳng không muốn một giọt máu nào mà có lo dụng mất rồi. Thế thì quay lại ăn bùa xanh rồi, cho lên sóng phát à. Bạn có đăng ký kênh của mình không mà mình cho lên sóng hả? Thôi được rồi, mình sẽ cho bạn lên clip luôn. Ôi, mới có đăng ký kênh không ta? Nếu mà có đăng ký thì tốt quá để mình cho cái video lên sóng luôn. Thì thôi,
Phở lò lên rồi mình sẽ quay lại, mình sẽ không đép cái lính ở trụ đấy nữa. Thì phở lò mình mà đép phát là phở lò phế nghe. Thôi chuyện cấm chat thật đen đủi của mình. Và sau khi ngày hôm nay nó hết cấm chat thì mình lại bị cấm phát nữa là 2 ngày liên tục. Hay quá các bạn ạ, tại vì chuỗi thua làm hơi cục xúc các bạn ạ. Chơi ra từ 6.000 điểm chiến lược xuống còn 5.500 này, các bạn đủ hiểu là thua nhiều như thế nào đấy. Thì lại thắng từ 80% nó tụt phát xuống còn 58%. Trời ơi, đậu xanh nhà nó. Các bạn thấy nó tụt kinh khủng không? Nhiều khi các bạn nói, ôi sao top 1 gian nó lại tụt thì lại thắng như vậy nhờ. Thì em chấp nhận thôi. Thế là mình múa một rồi, các bạn đã lao đầu vào tường mất rồi. Trời ơi, đánh thương này. Ơ, di chuyển về, ơ sao mình không kéo được về. Mình không kéo được nút di chuyển về các bạn ạ. Nó bị trơn tay mình ra mồ hôi. Thôi xong rồi. Phụ ơi, thay em anh ơi. Trời ơi, nó vừa giết mình anh em ạ. Thôi không sao, quay trở lại với tiếp tục series trà xài skin mới gian tam vô. Vâng, skin này hiệu ứng cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt. Khi gọi là đây gọi là skin SS ảo luôn ạ. Mặc dù nó là không có gọi là không có ghi là SS nhưng mà collab thì có khả năng cao là gần S. Ui, thằng Zoka hack map nha anh em ạ. Anh em để ý thằng Zoka hack map nhá. Mặc dù con KDC không quả dọn lính mid mà nó còn biết sai của KDC là ulti thẳng vào. Mặc dù con KDC nó đứng ở ngay sát mình ở bên dưới mà nó vẫn còn nào được thằng Zoka hack map anh em ạ. Nhiều khi anh em có để ý nhá, để mình sẽ soi thằng Zoka cho anh coi. Hỏi sao đầu trận nó ra nó ăn con quái của mình. Nó farm nhanh xong nó ra ăn con quái này của mình. Trời ơi, hóa ra là hack map. Trời, đầu trận nó nghi rồi. Xong lại còn quay lại ăn con quái nhỏ. Thôi thì ulti vào đây, AD bạn đi rồi nhé. Thôi thì mình cố, ui Zac nó đẩy kìa, Zac ơi. Trời, Zac nó đẩy mình thôi thì mình cũng hẹo luôn rồi. Đáng quá đi, chết mất 2 mạng rồi anh em ạ. Thôi thì mình nên... À, Zoka thấy chưa, chưa thấy sai mình mà nó lăn đi rồi, nó... Trời ơi, đúng là chúa tẻ hack map các bạn. Nào bạn giỏi bạn chơi solo với mình này. Giỏi ra đem khô máu này, tao ngắn mày à Zoka. Trời ơi, chơi game mà hack map đúng rồi. Trời ơi, búp bẩn không nói đi, còn hack map nữa. Búp bẩn thì vẫn nói thôi, không phải là không nói nhưng mà ít lời hơn, tại vì mình không có gặp nhiều nên là mình cũng không thấy quan trọng cũng nhiều bút bẩn đó. Bút bẩn phục vàng thì nó lại gọi là dơ đấy, còn bút bẩn gì nhỉ, bút bẩn nên thách đấu thì thôi phá cả mẹ nó game đi anh em. Thực sự luôn, để cho người ta cố gắng, người ta leo, người ta lấy cái mark thách đấu. Mình đây mẹ 50 ông thì 40 ông bút bẩn để lên thách đấu, để lên cái mark giữ ở trên đấy mấy trăm sao thì bố ai mà gánh được đúng không, làm sao mà leo được. Còn mình là người hãy chơi hãy đi đơn nên là có khả năng không bao giờ leo lên được kể chỉ chiến tướng luôn các bạn ạ. Khó lắm, thì mình ulti vào bình thường Zoka ấy, thằng Zoka hack map này nó di chuyển rất là khôn, cực kỳ thông minh. Ôi ôi, lao đầu vào tường tiếp rồi, mất kêu ulti người ta rồi. 26 giây, Zoka trong bụi này. À, nó rình, nó giận lính. Trời ơi, khổn lắm, nó còn chúa tẻ hack map này, khổn lắm. Thôi đi mày hack map mày, tao hack đi, chạy đi, chạy ố thôi nào. Trời ơi, làm như đúng rồi, chạy cơ. Trời ơi, đúng là chú có thể hack map của khác thôi, thì mình sẽ ăn nốt trong quái nhỏ và mình ra dọn đấy nhá. Thì lấy giờ mình mới gặp được mới muốn được vài lần thôi, giết Zoka ở nói tiếp. Trời ơi, ăn được bùa được sĩ và Zoka cụ đi này, hack map với tôi này, ok nhé. Hay à, cố phải thoát ra khỏi đây rồi. Chạy, trời ơi đừng gì em anh ơi. Thì lấy giờ mà chưa thấy gặp La nhỉ, mặc dù là youtuber La Carot mà út La Carot mà. Trời ơi, skin xịn lắm gì, cái gì trời, người ta đang chơi không có comment đấy nha anh em, lúc là người ta chơi xong trận comment sau. Đó. Thì ra thấy thấy La rồi, nãy giờ không thấy La đâu, hóa ra là farm nãy giờ tập trung farm để gánh team, nhưng mà xin lỗi trận này mình xanh rồi thì không có khả năng lật kèo được, trừ khi mình phế thì mới có khả năng ép được mình thôi, còn không thì không bao giờ ép được mình. Đầu trận mà dí mình thì mình mới khóc hết thôi, nhưng mà nói chung là skin hiệu ứng đẹp cực kỳ luôn. Thế này mà dùng skin liên tục, skill liên tục thế này thì có mà lổ phổi có gian anh em ạ. Người ta dùng lộ các kiểu này thở không kịp luôn. Nhiều lúc nghe tiếng nhá, dùng chiêu hay dùng đánh quái không nhá, cần như là gian nó sẽ thở ra một cái luồng gì đấy, nói chỉ như mệt mỏi á. Mình các bạn nghe kỹ là nghe thấy rồi. Mình sẽ phải lên đép cái lính ở trên này, không thể nào để trộn chết ra. Cái câu chuyện cấm chat này cũng hơi là vấn đề lan giải anh em ạ. Đó. Thôi thì trận này mình cố gắng bẻ đầu út La Carot đã. Từ tính sau anh em ạ. Trời ơi. Đây, đép lốt tên lính này xong ăn con bùa đỏ rất là tuyệt vời luôn. Nãy giờ mình cứ độc chiến bìa rừng tim bạn luôn ạ. Úi dồi ôi luôn. Rồi mình sẽ check xem thằng Na đâu. Na ơi,
Anh Na ơi, là anh Na à? Anh đang ở đâu nhỉ? À, bùa xanh thì bạn đã chứ rồi. Mình thấy rồi nhá. Thôi giờ mình đổ đá rồi. Còn Ulti này. Na chạy đâu? Trời ơi, có băng xương. Thôi xong, mình lướt nhầm. Mình dùng nhầm chiêu 1, thế là mình bị để La thoát mất rồi. Thôi không sao. Tiếc quá anh em ạ. Hôm nay mình không dùng chiêu 1 là mình vẫn giết được bà đó. Mà không kịp. Ulti như thiệt. Thằng Zuka hack map anh em ạ. Vừa lấy anh em check là Vedet đang biến về, thằng Zuka Ulti thẳng vào luôn anh em ạ. Mấy anh em phải có để ý không, mình quên cũng không nói cho anh em coi. Chơi game hack map cái độ xanh nhờ ông. Đó. Thôi thì cố gắng trận đấu này xem ra sao nào. Nước chiêu vào đây, nước ta đây, trời đánh thường đây. Thì bình thường là bây giờ mình có hai con bùa rồi thì mình không ngán thằng nào anh em ạ. À, đó, lan tà thần này, thôi thì cố lên anh em, Ulti vào. Trời ơi, giết luôn con Alice. Chạy đâu được, thôi mình sẽ tha cho nó nhé. Và mình sẽ đánh được sau. Ôi rồi. Thôi thì cụ đi nha. Lướt chiêu 2, đánh thường chiêu 1. Trời ơi, thất thì không thất được. Làm sao mà được, Nakaroth vào đây. Mình vẫn còn Ulti. Vẫn còn Ulti rồi hết rồi. Thôi thì mình đánh thường, mình lướt ra. Cố gì à? Ôi rồi xong. Thôi thì mình tìm cái trụ đó rồi tính sau đã. Đánh thường là trụ ra. Đó, có cái con bùa đỏ nhưng mà thằng nào nó ăn mất rồi anh em ạ. Thôi thì mình phải ăn bùa đỏ ở nhà cũng được. Không sao. Đánh thường này. Nếu các bạn có lựa tại vàng á thì các bạn đánh thường nó sẽ nhảy vào vô thôi. Đó. Ôi lướt sau nó đẹp dã man luôn anh em ạ. Thề 5k quân huy của tôi đấy. Nhiều người toàn 2.000, 3.000 quân huy đã ra rồi. Tôi chưa hẳn 5.000 quân huy. Đằng nào tôi chỉ làm lốt lần này thôi. Thôi phụ đi rồi, ảo tưởng anh em ạ. Phụ đi rồi. Thì bình thường là tôi thì nạp chỉ chơi lỗi mỗi skin này thôi, nên tôi tống luôn hai cái skin Colas là 3.5 triệu, hai skin hết cả quân huy tập là hình như hết 7.000 quân huy, còn thường 1.600, nhưng mà vẫn là 3.5 triệu. Trời ơi, đậu xanh nhà nó sạt ra dã man luôn, nhưng vẫn phải chấp nhận thôi. Không phép luôn thì nó đắt ơi là đắt, mặc dù đắt nhưng mà nó hiệu ứng đẹp. À, nó đã đắt rồi còn mang cho tôi một cái điểm, đó chính là điểm chuỗi thua anh em ạ. À, hấn cái chuỗi 5 thua luôn. Cầm ra 5 chuỗi thua liên tục, 5 trận thua liên tục thì bố ai mà gánh được hả ông? Mang tiếng skin đẹp, skin mà không bút sức mạnh cho người ta thì cả. Trời ơi, cậu với là mình cảm giác ra nó bị yếu là bật cái ulti lên không ulti được. Tại vì nó không có biến hiệu ứng khống chế. Thế nào cơ bị khống chế rồi. Gặp mấy con hất tung lên thì chả đỡ được vào đâu cả. Nên là cứ phải thôi thì phải mang cái ngọc phù hiệu miệng khống đi. Trời ơi, thằng nào đi mình phát lệch. Cụ đi rồi, bổ sắt đao nhá. Cụ đi rồi. Cay chưa về ăn con tà thần phút 15 này. Tập trung nào. Ôi nhanh lên nào. Ăn nhanh không, tìm bạn ra tìm bạn chết hai người rồi lên nào. Hai con chủ lực sát thủ cũng chết mà hẹo rồi. Thế là ăn được con tà thần rồi. Ăn tà thần, trời ơi tuyệt vời luôn. Thì bây giờ thôi để cho Flo về đi. Flo ơi, đừng ảo tưởng trên đấy chết ngọn giật thằng Zuka hack map đấy. Đây, mình sẽ lên chặn đầu con rat nhá. Kiểu gì nó cũng chạy lên trên, mình sẽ lên trên đây mình chặn. Mình tính cả rồi, chơi game không hack map nhưng mình tính cả rồi. Chạy ngược về và nó đi thôi. Trời ơi, thấy mình gài rén ngay, chạy ngược về thì gặp Vedet. Trời ơi, đây là đỉnh cao ở trận đầu đó, các bạn thấy lướt mượt không? Úi rồi. Cộng với ulti rất là lâu, trời vẫn còn ulti luôn. Nếu mà còn lính hay còn nội tại là mình vẫn dùng ulti được. Nhưng mà giờ thì hết mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một pha xem là ulti được bao nhiêu giây nhá. Tí nữa. Để anh em xem từ từ. Thôi đi, pha này chắc là đánh luôn nhỉ, công thẳng luôn nhỉ anh em nhỉ. Trời ơi, đây. Chạy đâu Zuka. Cụ không về thì tôi bể cái trụ này luôn á. Chết luôn con Alice rồi, Alice hơi cay nhá. Chết lấy giờ hơi nhiều, thôi thì bế luôn cái trụ này đi. Chặn đánh làm gì, tà thần to này chặn đánh làm cái quái gì hả ông ơi. Hack map mà lon thế. Còn ulti thôi thì trời ơi, mình đánh luôn hai thằng. Vồ luôn thằng rát. Rát đâu, nè, tốc biến à. Thôi đi, tốc biến thì tốc biến đi, mình đi ra ngoài. Trời ơi. Na, đấy, mình bị mất cái ulti. Thôi thì mình vẫn giết được La. Và bây giờ thì bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh của mình. Bẻ đầu thành công, út La Carot, bye bye.